Đồng chí Bí thư Chủ tịch các tỉnh Duyên Hải, miền Trung, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu dự hội nghị, kính thưa tiến sĩ Trần Thanh Bình, tổ trưởng tổ điều phối. Tôi có ba cái cảm tưởng trước khi phát biểu với các đồng chí. Cái thứ nhất là chúng tôi rất là cảm ơn các cái tỉnh Duyên Hải miền Trung chúng ta có một cái sáng kiến liên kết phát triển du lịch. Thứ hai là hiếm có một cái chưa có tiền lệ là các đồng chí Bí thư Chủ tịch có mặt trong cái hội nghị, một cái hội thảo khoa học như thế này, nêu những vấn đề thực trạng của du lịch chúng ta và đồng thời đề ra những cái giải pháp phát triển một cách tích cực và hiệu quả trong thời gian tới. Vấn đề thứ ba là tôi thấy đồng chí tổ trưởng tổ điều phối, rồi đồng chí tổ phó tổ điều phối anh Ba Thanh, rồi anh Lộc, và trong đó phải nói là đặc biệt tôi cảm ơn tiến sĩ Trần Thanh Bình, đúng như tên của mình của anh, một chuyên gia về kinh tế nhưng mà đồng thời đó là anh hiểu biết rất là sâu sắc về cái bài cảnh quan đã gây cho tôi và những người làm công tác văn hóa thể thao du lịch những cái điều băn khoăn suy nghĩ rằng mình làm văn hóa thể thao du lịch đã từ lâu nhưng có những cái mình cũng chưa phát hiện ra. Và đặc biệt là những cái hành động của chúng ta, tôi mong rằng là cái mô hình này thì sẽ được nhân rộng ra trong địa bàn tổ quốc của chúng ta. Hiện nay thì chúng tôi đang trình cái chiến lược về phát triển du lịch Việt Nam và không có gì thay đổi thì đầu năm sau sẽ được công bố chiến lược này. Tiếp theo là chúng tôi trong chiến lược này thì có nêu ra một số vấn đề mà liên quan đến ý kiến anh chủ tịch Đinh Thủ có nêu là cái đề án phát triển du lịch của các tỉnh Duyên Hải miền Trung hiện nay theo cái chiến lược phát triển kinh tế của đất nước từ đây đến năm 2020 thì chúng ta hình dung là sẽ có 7 cái vùng kinh tế trọng điểm Trung du và miền núi phía Bắc, thứ hai là đồng bằng sông Hồng, thứ ba là các tỉnh Bắc Trung Bộ, thứ tư là các tỉnh Nam Trung Bộ, thứ năm là Tây Nguyên, thứ sáu là đồng bằng sông Cửu Long và thứ bảy là miền Đông Nam Bộ. Và trên cái cơ sở chiến lược phát triển kinh tế xã hội thì nay đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn, nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 thì chúng tôi trình và căn cứ vào luật du lịch để trình cái chiến lược và quy hoạch chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam. Và hiện nay chúng tôi đã tổ chức một cái cuộc hội thảo, những cuộc hội thảo về quy hoạch phát triển, rà soát bổ sung quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam từ nay đến 2020 và tầm nhìn xa hơn. Và cái quy hoạch này sẽ được công bố, nếu không có gì thay đổi thì sau khi chiến lược ban hành thì cái quy hoạch này công bố trong nửa trong 6 tháng đầu năm 2022. Và các ông chí cũng đặt vấn đề rằng là có cái quy hoạch cuối cùng thì điều này nó trùng khớp với cái quy hoạch phát triển du lịch của chúng ta. Trong cái luật du lịch đó, thì nêu rõ quy hoạch thì gồm có gì, gồm có quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết. Quy hoạch tổng thể là toàn bộ cái các sản phẩm du lịch
điểm du lịch, các khu du lịch, các đô thị du lịch trong phạm vi cả nước sẽ tiến hành có một cái quy hoạch tổng thể. Rồi quy hoạch tổng thể nó cho cả vùng du lịch, ví dụ như 7 tỉnh của chúng ta, trong đó có vùng chúng ta. Rồi địa bàn trọng điểm du lịch, rồi thành phố, các khu du lịch quốc gia, thì quy hoạch tổng thể. Thì trong đó các chỉ có nêu vấn đề là đề nghị là bộ đứng ra chủ trì cái việc này, và chúng tôi quan ngay ý kiến này các chỉ, và chúng tôi giao cho tổng cục du lịch mà trực tiếp là viện nghiên cứu phát triển du lịch, đấy các chỉ đồng ý sẽ giúp cho các tỉnh duyên hải trung bộ một cái quy hoạch tổng thể, một cái quy hoạch tổng thể. Còn cái quy hoạch chi tiết đó, quy hoạch cụ thể đó, thì được nộp cho các khu chức năng của các khu du lịch quốc gia. Ví dụ như khu du lịch quốc gia Bà Nà Núi Chúa, khu du lịch quốc gia bên cái Bà Nà Núi Chúa, bên Thừa Thiên Huế là Bạch Mã, và các khu du lịch quốc gia sẽ được hình thành cho các tỉnh còn lại của xuyên hải trung bộ này. Hoặc là cái quy hoạch chi tiết cho phần phát triển du lịch của tỉnh Nha Trang chẳng hạn. Nhưng mà toàn bộ quy hoạch chi tiết này trước khi các đồng chí công bố đấy, theo luật du lịch quy định là phải thỏa thuận với Bộ Văn hóa Thể thao, và trong đó đặc biệt nhấn mạnh đối với các di sản văn hóa thế giới, di sản văn hóa thế giới. Tôi nói tỉnh Nha Trang, vịnh Lăng Cô, vịnh Đà Nẵng là một trong 30 vịnh nổi tiếng của Việt Nam. Thì các đồng chí khi mà quy hoạch chi tiết đó, thì không thể không có ý kiến của chúng tôi được. Đây là cái chuyện bắt buộc. Thế còn ở đây khi chúng tôi quy hoạch cho các đồng chí quy hoạch tổng thể thì chúng tôi sẽ tham gia làm đồng chí. Thế nên các đồng chí đồng ý thì chúng ta hãy bắt đầu. Và chúng tôi đề nghị là chúng ta có cái quỹ nghiên cứu phát triển miền Trung. Các đồng chí giúp cho chi ra để chúng ta tiến hành làm cái này. Và tất nhiên, và khi làm được việc này xong rồi chúng ta dạng đó, thì chúng tôi sẽ thông báo cho anh Đặng Du Lịch, mời các đồng chí tham gia. Đã đến lúc mà chúng ta cũng phải nhận người ngồi lại với nhau để nhìn nhận cái diện mạo phát triển du lịch của chúng ta như thế nào. Chứ còn nếu như chúng ta không có một quy hoạch tổng thể đó, để được quy hoạch chi tiết này, không thể để chúng ta phân bố lặp lại bài học ở một vài tỉnh, một vài nơi chúng ta đã làm như vậy không nên. Thì đấy là cái chúng tôi muốn báo cáo với các đồng chí vài cái ý khởi đầu. Thế còn bây giờ báo cáo các đồng chí thế này, có thể nói là trong những năm qua, mặc dù suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động xấu đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và nền kinh tế ở các quốc gia, nhưng mà khẳng định là du lịch Việt Nam vẫn giữ được nhiệt độ tăng trưởng ấn tượng. Năm 2010, Việt Nam đã đón lượt khách quốc tế thứ 5 triệu, tăng 35% so với năm 2019. Và năm nay, 28 triệu khách du lịch nội địa, thu nhập du lịch là khoảng 100.000 tỷ đồng, chiếm 5,5% GDP. Riêng năm 2011 này, thì chuẩn bị, tôi đã có ý kiến với đồng chí lãnh đạo của Tổng cục Du lịch, chuẩn bị đúng vì khách du lịch thứ 6 triệu tại Hạ Long. Và năm nay khách du lịch của chúng ta tăng 18%. Và du lịch Việt Nam ở vào cái vị thế nào so với du lịch chung của thế giới? Để báo cáo đồng chí này, Hà Nội, tôi nói bắt đầu từ điểm Hà Nội trước. Hà Nội là một trong 10 thành phố du lịch hấp dẫn nhất của châu Á. Việt Nam ta được tổ chức du lịch thế giới công nhận, giới thiệu 150 quốc gia có du lịch phát triển. Và trong nhóm
của 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao mặc dù bị suy thoái kinh tế toàn cầu. Thế thì mình nói như thế để mình không bao giờ tự ti rằng là du lịch Việt Nam mặc dù có những cái cơ sở có những vấn đề tồn tại mà các chị em cũng liệt kê đấy, các chị trong đề nhắn luôn chị chỉ một chỗ, nhưng mà khẳng định rằng là du lịch Việt Nam chúng ta có một vị thế đối với lại du lịch các nước trên thế giới. Lần lượt tôi nói tôi báo cáo với các chị là gì, du lịch của Nga khi tôi về tôi làm tổng cục trưởng tôi cùng du lịch Việt Nam thì lúc bây giờ chỉ có 26.000 du khách thôi, và lúc bây giờ với cái lợi thế là đã từng học Nga về, tôi mời các đồng chí Bình Thuận, không biết có các đồng chí Bình Thuận đây không, đi cùng với tôi sang Nga tổ chức các cái cuộc rất sâu giới thiệu về du lịch Việt Nam, giới thiệu về du lịch của Bình Thuận, và người Nga chuyển dòng, và đến bây giờ trong năm 2011 này nhé là 150.000 lượt khách của Nga đấy, anh Hải Nha Trang các anh chị thấy không. Và cái chuyến đi vừa rồi tổ chức một cái hội thảo xúc tiến du lịch Nga cùng với Việt Nam ở đây, tôi đến gặp ông Bộ trưởng Bộ Du lịch của Nga. Ông nói là thế này: tôi sẽ có ý kiến với các doanh nghiệp lữ hành của Nga là hãy đến Việt Nam, với Việt Nam rất tuyệt vời. Con tôi mỗi lần nghỉ hè, con và vợ tôi chưa đến Việt Nam, nhưng vợ tôi và con tôi mỗi lần nghỉ hè đó là đến Nha Trang, đến buổi nè. Nhưng mà tôi chỉ có một cái đề nghị con là hãy mở đường bay trực tiếp từ Moscow đi Nha Trang.